Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ tối qua đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nơi lưu giữ các vật liệu nổ của phòng an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk. Vụ nổ đã gây thương vong cho 6 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị. Ghi nhận xung quanh hiện trường khu vực, vụ nổ xảy ra đã ảnh hưởng tới hàng chục ngôi nhà của người dân sống tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Mê Thuột, gây nứt tường, nứt trần, bật mái tôn, vỡ kính cửa sổ, thậm chí tung cả hàng rào sắt ngoài hiên ngoài bảo vệ an toàn hiện trường tập trung cứu chữa người bị thương và tổ chức lo hậu sự cho những cán bộ chiến sĩ tử vong công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức kiểm tra khắc phục thiệt hại cho những hộ dân xung quanh và ổn định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ sau vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng này